Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 13 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nuốt Việt Nam, Trung Quốc sẽ thực hiện giấc mộng Trung Hoa. Từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trở thành Chủ tịch nước vào năm 2013, Bắc Kinh ra sức quảng bá cho khẩu hiệu mới của Tập Cận Bình là Giấc mộng Trung Hoa hay Trung Quốc mộng, và trong Hán tự và được dịch sang tiếng Anh thành Chinese Dream. Lưu Minh Phước, một cựu đại tá quân đội Trung Quốc cho rằng giấc mơ của Chủ tịch Tập Cận Bình là một quốc gia mạnh mẽ hơn với quân đội hùng mạnh. Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Quý Thọ, chuyên chủ nhiệm, nguyên chủ nhiệm khoa chính trị, chính sách công, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, đặt vấn đề Việt Nam nên đặt vị trí của mình ở đâu khi giấc mộng Trung Hoa đang bành trướng liên tục trong khu vực và trên thế giới. Điều mà chúng ta đã chứng kiến, gần đây Trung Quốc hoạt động rất mạnh trên Biển Đông để họ khẳng định đường chín đoạn là lãnh thổ của họ, và Việt Nam đã có rất nhiều đảo và vùng đặc quyền kinh tế nằm ở đó, và Trung Quốc luôn thực hiện chính sách này trên Biển Đông để áp đặt những đất nước nhỏ hơn như Việt Nam. Và Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 13 của Đảng Việt Nam dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021 vẫn đang đặt trọng tâm vào vấn đề nội bộ như củng cố chế độ và phát triển kinh tế. Đây là hình ảnh ba chiếc tàu hải giám của Trung Quốc cùng uy hiếp đâm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi trước khi đâm chìm tàu này vào hôm 2 tháng 4 năm 2020. Ảnh này được ngư dân cung cấp. Sự kiện mới xảy ra vào ngày 2 tháng 4 năm 2020, tàu hải cảnh của Trung Quốc ngăn cản và sau đó đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi số 90617, và 8 ngư dân Việt Nam đang ở trên chiếc tàu này cũng đã bị Trung Quốc vớt lên và đưa về đảo, mặc dù chiếc tàu đang hoạt động trong vùng biển của Việt Nam. Đây là một trong những động thái liên tục gây căng thẳng ở Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 12. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ nêu vấn đề như vậy. Và báo chí quốc tế cho hay, sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 6 tháng 4 phát đi thông cáo chỉ trích Trung Quốc về vụ đâm chìm một tàu cá ở Việt Nam ở khu vực quần đảo Hoàng Sa ngày 9 tháng 4, thì Bộ Quốc phòng Mỹ ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam tại Biển Đông. Trong thông cáo được đăng tải trên trang web chính thức vào ngày 9 tháng 4, Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng đặc biệt quan ngại về thông tin tàu hải cảnh của Trung Quốc va chạm và đâm chìm tàu cá của Việt Nam trong khu vực quần đảo Hoàng Sa tại Biển Đông. Ngoài ra, trong thông cáo này cũng nêu rõ những chi tiết như sau. Hành vi của Trung Quốc đi ngược lại với tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mở và tự do. Trong đó, tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều được đảm bảo chủ quyền của mình, không bị cưỡng ép và có thể theo đuổi phát triển kinh tế phù hợp với nguyên tắc và thông lệ quốc tế đã được thừa nhận. Thì như vậy, qua những sự lên tiếng của Bộ Ngoại giao Mỹ, Bộ Quốc phòng Mỹ, thì đây là một điều Việt Nam nên tận dụng và tiếp tục đấu tranh với Trung Quốc đa phương. Và theo thông cáo, ghi nhận tiếp Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực của các đồng minh và đối tác nhằm đảm bảo tự do hàng hải và cơ hội kinh doanh, kinh tế ở toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Và thông cáo nhấn mạnh, đại dịch viêm phổi Vũ Hán càng nhấn mạnh tầm quan trọng của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, vì điều đó tạo điều kiện cho phép chúng ta giải quyết mối đe dọa chung này theo cách minh bạch, tập trung và hiệu quả. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế các hành động có thể gây bất ổn cho khu vực, làm sao nhãng các nỗ lực toàn cầu đối phó với đại dịch hoặc gây ra rủi ro không cần thiết, dẫn tới tổn thất về người và tài sản. Thì đây là điều mà Mỹ đã cảnh báo, vì khi bị tấn công một cách quá mức thì có thể hai bên có những cái xung đột mạnh hơn, có thể bằng vũ trang, và điều đó gây nguy hiểm cho tính mạng của con người. Và giới quan sát đánh giá đây là một tuyên bố nặng ký của chính phủ Hoa Kỳ trước việc tàu hải cảnh của Trung Quốc đâm chìm một tàu cá của Việt Nam chở theo 8 ngư dân này tại quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông hồi vào tuần trước. Và bên cạnh đó, một nhà quan sát và phân tích an ninh chính trị khu vực nói thêm: tôi hiểu rằng tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ còn nặng ký hơn của tuyên bố Bộ Ngoại giao Mỹ. Thì rõ ràng là Bộ Quốc phòng là cái nơi trực tiếp tham gia vào việc bảo vệ tự do, đi lại tự do hàng hải ở đây. Và khi họ đã lên tiếng như vậy thì họ sẽ có đối sách đối với Trung Quốc trong thời gian tới. Đây là hình ảnh sau khi 4 nghị sĩ của Mỹ lên tiếng, Thượng nghị sĩ thứ 5 ông Tom Cotton vào hôm 11 tháng 4 đã đưa ra tuyên bố lên án vụ tàu hải cảnh của Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam.
Các thượng nghị sĩ đã lên tiếng trước đó bao gồm Chủ tịch và thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Jim Risch và Bob Menz cùng với ông Cory Carter, Chủ tịch và thành viên cấp cao của Tiểu bang Đông Á-Thái Bình Dương và Chính sách An ninh Quốc tế thuộc Ủy ban Đối ngoại. Ngoài ra, thông tin cũng cho biết Tổng thống Donald Trump đã giao toàn quyền cho Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cư xử ở châu Á-Thái Bình Dương cũng như Ấn Độ Dương. Nhà quan sát và phân tích an ninh chính trị khu vực không nêu danh tính đã nói như vậy. Và Phó giáo sư Phạm Quý Thọ cho rằng Chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng đã thể hiện thái độ phản đối Trung Quốc một cách mạnh mẽ và dứt khoát, thể hiện quan điểm của chính sách tự do hàng hải trên Biển Đông và sẽ theo đuổi thực hiện trong mọi tình huống. Sự nhất quán giữa lời nói và việc làm của chính phủ Mỹ sẽ tăng thêm niềm tin cho các nước chịu ảnh hưởng về sự xâm lấn, đe dọa của Trung Quốc và tăng uy tín của chính phủ Mỹ trong bối cảnh nước Mỹ và châu Âu đang rất khó khăn trước tác động kép nặng nề về đại dịch suy thoái kinh tế với việc vừa bị vi khuẩn từ Trung Quốc tấn công, vừa bị kinh tế và các hành động vi phạm chủ quyền một cách ngang ngược của Trung Quốc trong bối cảnh cả thế giới đang vật lộn đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán khởi phát từ quốc gia này cho thấy Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục quấy phá ở Biển Đông. Ông nói thêm, tôi ủng hộ việc Bộ Ngoại giao Việt Nam trao công hàm phản đối và yêu cầu Trung Quốc bồi thường. Ngoài ra, Việt Nam cần thúc đẩy các biện pháp pháp lý cao hơn, ví dụ như là kiện Trung Quốc lên tòa án quốc tế, mà tiền lệ tích cực đó là Philippines. Tuy nhiên, việc điều chỉnh chính sách đối ngoại nói chung và trong quan hệ với Trung Quốc nói riêng cần đặt trong tình hình và bối cảnh rộng hơn, trong đó Biển Đông là vấn đề an ninh khu vực, một thành tố quan trọng trong giấc mộng Trung Hoa. Vậy Việt Nam sẽ tái định vị thế nào? Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ đặt vấn đề. Tiếp theo, chúng ta cần xét lại nội dung giấc mộng Trung Hoa ra đời từ đâu và thực chất là gì. Đây là hình ảnh tại Đại hội Nhân dân Toàn quốc 12 năm 2013, Tổng Bí thư Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch nước, lần đầu tiên phát biểu về cụm từ giấc mộng Trung Hoa. Tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc lần thứ 12 năm 2013, Tổng Bí thư Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch và ông đã đưa ra một khái niệm hết sức mới này và điều đó dường như mang tính chất dân túy và thúc giục Trung Quốc sẽ có những hành động quyết liệt hơn tại Trung Quốc và đồng thời trên các nước trên thế giới. Ông cho rằng sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa là giấc mơ lớn nhất của Trung Quốc và rằng những người trẻ tuổi nên dám ước mơ, làm việc cần mẫn để thực hiện được những ước mơ và đóng góp vào sự phục hồi của quốc gia. Các nhà lý luận của Đảng khái quát rằng giấc mộng Trung Hoa là sự thịnh vượng của Trung Quốc với sự nỗ lực tập thể, chủ nghĩa xã hội và vinh quang quốc gia. Và điều đặc biệt là đặc trưng cốt lõi của giấc mộng Trung Hoa là Đảng Cộng sản nắm quyền cai trị đất nước, xuất phát từ quá trình trỗi dậy kinh tế và gắn liền với quyền lực cá nhân của ông Tập Cận Bình. Và các bạn cũng đã chứng kiến trong thời gian vừa qua, Trung Quốc cũng đã thay đổi những cái điều luật của mình để giúp cho ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể kéo dài quãng thời gian nắm quyền của mình gần như là vô tận. Và Trung Quốc với chính sách cải cách và mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài đã tăng trưởng nhanh chóng trong suốt 30 năm. Tỷ lệ tăng GDP trung bình hàng năm lên 10% và đến năm 2010 bắt kịp và sau đó vượt cả Nhật Bản. Giấc mộng Trung Hoa được mô tả gồm hai giai đoạn 100 năm. Giai đoạn 1 là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2020 với mục tiêu xây dựng xã hội khá giả, tiểu khang. Và ngoài ra, giai đoạn 2 là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 2049. Đây là một kế hoạch đầy tham vọng và được thiết kế để đảm bảo rằng người dân ủng hộ Đảng Cộng sản duy nhất duy trì sự lãnh đạo. Và giấc mộng Trung Hoa hình thành gắn với các nhiệm kỳ quyền lực của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và coi mình là người thực hiện sứ mạng thiên tử. Ông cũng nắm quyền tối cao tại Đại hội 18 năm 2013 và năm 2018 sửa hiến pháp, kéo dài nhiệm kỳ Chủ tịch nước để có thể nắm quyền được trọn đời. Và sáng kiến một vành đai một con đường, ý tưởng từ con đường tơ lụa của ông gắn với kiểu suy nghĩ 100 năm, không giấu giếm tham vọng bá quyền của Trung Quốc,
đã bắt đầu bằng việc thay đổi bản đồ thế giới, kiểu như tự vẽ ranh giới, đường lưỡi bò trên Biển Đông, tiến sĩ Phạm Quý Ngọ tiếp tục trình bày như vậy. Đây là hình ảnh sáng kiến một vành đai, một con đường của ông Tập Cảnh Bình, lấy ý tưởng từ con đường tơ lụa được mô tả trong lịch sử. Nhiều nhà bình luận phương Tây cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo ra giấc mộng Trung Hoa dựa trên trăm năm quốc sỉ, mối hận bị đế quốc thực dân cai trị trăm năm và chủ nghĩa chủ quyền quốc gia. Lịch sử ghi nhận lại rằng dưới triều Nguyên, một người Ý nổi tiếng là Marco Polo đã lưu lạc đến Trung Quốc và làm quan ở đây 20 năm. Sau đó, ông trở về nước bằng con đường tơ lụa. Cuốn sách của ông, Marco Polo Du Ký, đề cập đến những chuyến hàng đầy ắp sản vật trên con đường tơ lụa, khởi đầu cho giấc mộng của phương Tây về Trung Quốc. Và từ thế kỷ thứ 7, Quảng Châu đã được xem là nơi khởi đầu của con đường tơ lụa trên biển. Các đế quốc châu Âu bao gồm Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Hà Lan và nhiều nước khác nữa lần lượt kéo đến để buôn bán và trao đổi các sản phẩm ở đây. Giao thương phát triển cho đến thế kỷ 19 khi nổ ra chiến tranh Nha Phiến với đế quốc Anh. Trung Quốc hoàn toàn thất bại trong cuộc chiến này và triều đình Mãn Thanh buộc phải ký các hiệp ước bất bình đẳng như chịu mở nhiều cảng cho nước ngoài và đồng cộng với nó là Hồng Kông đã trở thành nhượng địa cho đế quốc Anh. Nhiều nước đế quốc phương Tây khác, theo chân dung Anh, theo chân Anh, đã buộc Trung Quốc phải chấp nhận nhiều điều kiện bất bình đẳng ngay trên đất nước có chủ quyền Trung Quốc này. Và nỗi nhục này của triều đình Mãn Trại Thanh trước các cường quốc phương Tây ghi dấu ấn lịch sử 100 năm quốc sỉ trong giấc mộng Trung Hoa. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản vào ngày 29 tháng 6 năm 2019. Một quốc sách được dựa trên sự thù hận, một bản năng sâu thẳm của con người, có thể sẽ tạo nên những biện pháp trả thù mạnh, mang đặc tính cách mạng của chế độ độc tài toàn trị. Mặc dù được che đậy bằng cách tuyên truyền hay mị dân, thì đôi khi các hành vi bạo ngược, hung hăng vẫn không tránh khỏi. Người Trung Hoa đã giấu mình chờ thời trong việc xây dựng ước mơ riêng cho mình và biết cách làm cho giấc mơ và giấc mộng Trung Quốc đang chuyển động với những bước đi cụ thể trong chiến lược tổng thể mà chúng ta cũng đã nhận ra trong thời gian vừa qua. Và từ bài học lịch sử và sức mạnh kinh tế hiện có, một chiến lược là hướng ra Thái Bình Dương, trong đó Biển Đông là một khu vực được xác định là thành tố trong giấc mộng Trung Hoa. Sau chiến tranh lạnh, các nhà tư bản tham lam vốn đặc tính đã nỗ lực tìm lao động giá rẻ, nguyên vật liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa, tiêu thụ làm phẳng thế giới, đó là một nội dung cơ bản của toàn cầu hóa. Và các nước tư bản hưởng lợi và Trung Quốc cũng trỗi dậy. Chuỗi sản xuất toàn cầu ngày càng gắn kết, mở rộng cho đến khi nhiều quốc gia trước hết và hầu hết là các quốc gia châu Á, châu Đại Dương như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Úc và Việt Nam xem Trung Quốc là một ông lớn trong kinh tế mới và nhận ra rằng họ đã trở nên phụ thuộc vào nền kinh tế của Trung Quốc. Và khi các nước trên thế giới nhận ra thì dường như tất cả sự ứng phó đều đang bị động. Một cuộc chiến lược xoay trục châu Á của Mỹ được khởi động từ thời nguyên Tổng thống Barack Obama và được tăng cường bằng quan hệ song phương trong chính sách làm nước Mỹ vĩ đại trở lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa định hình rõ nét để đối phó với giấc mộng Trung Hoa. Dư luận xã hội đã trở nên quan trọng trong thời đại của truyền thông mạng xã hội và mang Internet phát triển theo nhà nghiên cứu đưa ra nhận định này. Và cùng với việc vẽ đường chín đoạn vi phạm hải quyền của các quốc gia trên Biển Đông và tăng cường tiềm lực quân sự, xây dựng các đảo nhân tạo và quân sự hóa chúng, Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng sức mạnh để bắt nạt các nước láng giềng trong khu vực, trong đó có Việt Nam, và chúng ta đã chứng kiến trong thời gian cuối năm 2019 khi họ liên tục đưa tàu Hải Dương 8 và đội tàu hộ tống vào xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà phía Việt Nam không thể làm gì được. Và Việt Nam có vị trí địa chính trị quan trọng đối với giấc mộng Trung Hoa, nhưng các nỗ lực trung lập hóa bằng chính sách đa phương hóa quan hệ với các nước của Việt Nam đang thiếu một chiến lược rõ ràng và bị động trong ứng xử trước các hành động hung hăng của Trung Quốc. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội vào ngày 5 tháng 11 năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu là do hai yếu tố, một là chế độ chính trị với ý thức hệ cộng sản tương đồng, sự lệ thuộc sâu vào kinh tế. Tuy nhiên, cải cách thể chế chính trị đang là ưu tiên của cả hai nước, chẳng hạn quản lý đất nước theo đảng luật hay theo pháp luật, hiện tại là tranh luận,
như xu hướng đồng thuận là đảng phải tuân theo pháp luật. Hai là sự bất ổn luôn hiện hữu với nguy cơ gây chiến của Trung Quốc, nhưng gây chiến không phải là sự cam kết trỗi dậy hòa bình trong giấc mộng Trung Hoa. Và hơn nữa, Trung Quốc cũng đang phải đối diện với nhiều thách thức nội bộ và đặt ưu tiên cho vấn đề chuyển đổi nội bộ. Từ góc nhìn như vậy, về giấc mộng Trung Hoa, hy vọng có một chính sách đối ngoại tự chủ, đấu tranh hòa bình, nhưng với sự lựa chọn quyết đoán hơn trong quan hệ quốc tế về Biển Đông, đặc biệt là chiến lược Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương đang hình thành và củng cố do Mỹ đề xướng, là một chuyên đề thảo luận tại Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Và giấc mơ của mỗi quốc gia trong quá trình phát triển gắn liền với thể chế và càng ngày càng được nhìn nhận như một yếu tố trong sự phát triển bao trùm. Sự thay đổi thể chế có thể định hình cho giấc mơ dân tộc trong những giai đoạn bối cảnh lịch sử. Toàn cầu hóa đã có hiệu ứng kỳ lạ nhất. Giấc mộng Trung Hoa đang bước vào giai đoạn kế tiếp. Họ sẽ chọn và đang đi con đường của họ. Và liệu Việt Nam có xây dựng được giấc mộng riêng cho mình hay không? Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 13 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ bài và bản tin này cho nhiều người biết, cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.